Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Vũ Thị Triển, sinh năm 1889, mất năm 1954, và mẹ Tạ Thị Phấn, sinh năm 1892, mất năm 1935, ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Mẹ Vũ Thị Triển có hai con là Hoàng Văn Triều, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, và Hoàng Văn Giáp, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Tạ Thị Phấn có hai con là Đinh Trọng Hợi và Đinh Trọng Phó, đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Ghi nhận những cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Vũ Thị Triển và mẹ Tạ Thị Phấn.